sinh viên IT cần chuẩn bị gì trước khi đi xin việc? Kiến thức sẽ là yếu tố quan trọng để nhà tuyển dụng nhìn nhận về năng lực của bạn có phù hợp với công ty hay không. Ví dụ bạn là lập trình viên PHP nhưng công ty bạn mong muốn làm việc thì lại tuyển lập trình viên Java, thế thì bạn đã vào thế yếu. Nhưng nếu bạn chưa tích lũy đủ thì cũng đừng quá băn khoăn, bạn vẫn có cơ hội update kiến thức dần dần, miễn là trong chính bản thân bạn có động lực để thúc đẩy bạn làm điều đó. Ngoại ngữ là một trong những yếu tố cần thiết đối với ngành IT. Ngoài kỹ năng chuyên môn, hầu hết các tài liệu nghiên cứu về ngành IT đều bằng tiếng Anh vì công nghệ nước ngoài đi trước chúng ta. Công nghệ tại Việt Nam mới kế thừa và phát triển sau này nên tài liệu mang tiếng Việt còn khá ít mà thường phiên dịch từ tài liệu nước ngoài. Nhưng việc phiên dịch cũng có hạn chế vì người ta sẽ dịch dựa trên góc nhìn và độ hiểu của người dịch, có thể vô tình câu từ gây khó hiểu. Nên việc hiểu biết về tiếng Anh sẽ giúp bạn vừa hiểu tường tận kiến thức chuyên môn vừa cải thiện khả năng tiếng Anh. Hồ sơ xin việc, CV. Để hết tất cả những project bạn từng tham gia vào trong CV, điều đó cũng được thôi, nhưng quan trọng với mỗi project bạn học được gì. Nhà tuyển dụng khi nhìn vào những project bạn làm sẽ nghĩ bạn có kinh nghiệm và kỹ năng, và đó là điểm cộng so với những ứng viên khác. Chủ động trong mọi tình huống. Khi gần ra trường hay trước học kỳ thực tập, các bạn nên dành ra thời gian để chủ động tìm việc. Với sự phát triển của Internet hiện nay thì không quá khó để tìm kiếm, chỉ cần search keyword một cách tối ưu sẽ giúp bạn tìm kiếm hiệu quả hơn, hoặc các bạn có thể lên các trang confession để hỏi các anh chị đi trước. Tự lượng sức mình, không nên quá ảo tưởng. Thời điểm mới ra trường, đa số các bạn đều mong muốn lương cao, đãi ngộ tốt, đòi hỏi rất nhiều từ nhà tuyển dụng để xứng đáng với những năm tháng học tập. Nhưng cũng vì thế mà các bạn gặp khó khăn trong quá trình tìm việc. Đừng nên đòi hỏi mà thay vào đó, bạn hãy lựa chọn những công việc training on job, cũng là cơ hội để cho bạn tích lũy kinh nghiệm và nâng cao năng lực trước khi cập bến tại một công ty to lớn hơn, nơi mà bạn ao ước.